đi làm quảng cáo bao nhiêu năm, học cái lớp này bắt đầu mới vỡ ra, đúng không? Trong đó 2 năm mẹ cứ cắm đầu chạy ngồi nghiên cứu, cuối cùng mẹ đến năm số 2, ồ thấy đi học là con đường ngắn nhất để mà giải quyết vấn đề. Hiện tại nó mới nên là những kiến thức mà bọn nó chia sẻ nó có thể đúng có thể sai. Còn các bạn thích thử nghiệm thì cái đầu tiên ấy mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải mất tiền. Em ra 15 mét, chỉ có 3 mét trả lời, không ra đơn, báo giá khách không trả lời nữa. Em chạy iOS hết CR 3.9, vậy tối ưu ở đâu? Một là target, hai là bài viết. Trong trường hợp này là bài viết đang gặp vấn đề, thấy chưa? Là CR 3.9%. Còn lại không trả lời thì là loại via, loại clone, tức là làm hai động tác. Một là CTR chưa ổn, hai là loại via clone luôn. Muốn tăng ngưỡng phải tự Facebook thanh toán tiền phải không? Muốn tăng ngưỡng thì có nhiều cách. Cách đầu tiên là đương nhiên phải thanh toán đầy đủ. Cách số 2 là mua tài khoản có ngưỡng sẵn. Có hai cách không? Đấy chưa? Cho em hỏi cách nhận biết tài khoản của mình đang được phân phối và chi tiền. À ừ được, ok. Quảng cáo đang được phân phối và chi tiền thì các bạn cần phải thêm một cái luồng phân phối nữa, thêm một cái tùy chỉnh nữa. Đó chính là phân phối. Quánh chữ phân vào, chọn vào phân phối. Thêm một cái chỉ số nữa là phân phối. Thấy chưa? Đây, kéo sang bên đây. Nếu nó hiện là đang xem xét, tức là đang trong quá trình duyệt, chưa tiêu tiền. Nó hiện là bản nháp, tức là chưa đăng. Thấy chưa? Nó hiện là đang hoạt động thì tức là đang tiêu tiền. Nó hiện là lỗi tài khoản ở đây thì tức là chưa thanh toán tiền, cái tiền cũ mình nợ. Thấy hiểu chưa? Thì đấy là cách để mà xem. Thầy cho em hỏi nhiều chút ạ. Là cái phần target, nếu trường hợp mà mình hướng đến một tệp khách hàng, mình có cái data sẵn về cái số điện thoại ấy, thì có add được vào để chạy chỉ trong nhóm hay không ạ? Với những cái tệp như là tệp những người đã xem video, nhắn tin, tệp số điện thoại, thì đặc biệt là tệp số điện thoại lấy ở đâu không biết. Nếu mà đi mua ở bên ngoài toàn số điện thoại bừa, số điện thoại ảo. Còn nếu lấy từ doanh nghiệp trở ra, các bạn hiểu tệp số điện thoại không? Tệp số điện thoại là số điện thoại những cái người khách hàng tiềm năng. Nếu cái nguồn số điện thoại nó không tốt thì chạy quảng cáo không tốt. Có cái nguồn tốt ấy thì phải đặt ra câu hỏi là cái số điện thoại này có tạo ra chuyển đổi hay không. Chuyển đổi tức là chuyển đổi thành UID. Mỗi một cái nick Facebook đều có một cái UID giống kiểu mã số chứng minh thư nhân dân ấy. Còn cái số điện thoại đấy có dùng cho cái UID đấy không thì không biết. Còn để chạy cái đấy thì phải sử dụng tài khoản BM thì mới chạy được. Trước khi chạy cái đấy thì phải từ số điện thoại phải chuyển sang tệp UID. Thì phải dùng phần mềm simple cái gì LE đấy. Đại loại chuyển là mất phí. Chuyển từ tệp số điện thoại sang UID là mất phí. Và cái tỷ lệ chuyển nó sẽ khoảng tầm từ 10-30%. Vì vậy lời khuyên là không nên. Để chưa? Bởi vì số điện thoại đấy có thể nó không còn nhu cầu nữa rồi, nó từ năm nào không còn nhu cầu nữa rồi. Thì là không nên. Mà hỏi một chút là lúc mà thầy nói về phần target thì có một phần về tuổi. Thì khi đó thì là mình cũng sẽ phải chạy các nhóm về các tuổi để xem mình lọc lại à? Không, cái phần tuổi là đầu tiên chúng ta để gộp, ví dụ như là từ 20 đến 40 tuổi. Sau đó nó ra đơn đúng không? Thì bắt đầu chúng ta nốt đơn lại, chúng ta nhảy vào cái chỗ cột tùy chính cho xem độ tuổi nào, độ tuổi ra đơn và được ưu tiên. Thì chúng ta dồn vào đấy, lúc đấy chúng ta mới sửa tuổi trực tiếp trên chiến dịch, trên nhóm mà chúng ta đang chạy. Chứ ngay lúc đầu chúng ta tách ra, ví dụ từ 20 đến 24 tuổi, nhóm số 2 từ 25 đến 34 tuổi, thì khi đấy giá thầu sẽ tăng lên do tệp của bạn bị bé lại. Được, được. Tức là trong cái chiến dịch tăng ngân sách ấy, là mình có thể sửa được cái tuổi luôn đúng không? Đúng. Tăng ngân sách, trước khi tăng ngân sách mình sao chép ra chiến dịch mới là mình đã phải sửa tuổi về cái độ tuổi mua hàng rồi. Hiểu không ạ? Tăng ngân sách gần như là chạy theo quy trình hết. Chứ không phải sửa nữa. Chiến dịch gốc này, ra đơn này, thì bắt đầu mình tối ưu lại này. Thì khi đó mình muốn tăng ngân sách mình tăng chiến dịch gạch. Chiến dịch gốc đã được tối ưu chứ. Hiểu chưa? Tức là đã được chỉnh sửa rồi chứ. Sao ngưỡng thanh toán của em chỉ là 50.000 đã bị trừ tiền bởi vì tài khoản của em là mới. Ngưỡng thanh toán khác ngưỡng chi tiêu. Ngưỡng chi tiêu của em là 1.1 triệu, tức là tổng một ngày được chi tiêu 1.1 triệu. Nhưng ngưỡng thanh toán tức là cứ tiêu đến 50.000 em phải thanh toán cho tôi một hóa đơn. Hiểu chưa? Thì đây gọi là ngưỡng thanh toán. Thì với tài khoản mới thì đây là những ngưỡng thanh toán đầu tiên mà nó bắt các bạn cần phải thanh toán. Đấy chưa? Bởi vì nó sợ bạn bùng. Đấy chưa? Nó sợ bạn bùng. Nếu ngưỡng thanh toán bằng với ngưỡng chi tiêu, tức là tiêu 1.1 triệu mới phải thanh toán 1.1 triệu, thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ bùng. Ví dụ một con BM tiêu 1.1 triệu một ngày ở đây một tài khoản, bây giờ chúng ta có ba cái tài khoản trong một cái BM thì đã tiêu được 3.3 triệu một ngày rồi. Một chiến dịch đang chạy này, xong rồi chúng ta tắt đi này, thì trong khoảng 1-2 tiếng chúng ta bật lại thì khả năng nó vẫn phục hồi lại ở cái phiên đấu thầu đấy, vẫn ngon.
Nhưng mà ví dụ để qua một ngày, qua hai ngày sau đó chúng ta mới bật lại thì khả năng hiệu quả là 50-50. Tức là một là có thể vẫn hiệu quả như trước, hai là nó cắm đầu xuống là không hiệu quả nữa. Là do thuật toán của Facebook là phân phối ngẫu nhiên. Khi bạn tắt đi thì nó xem xét lại từ đầu. Được chưa? Nên có một cách tắt đi mà không bị làm thay đổi. Được chưa? Có hai cách. Một là giới hạn tổng chi tiêu cho con tài khoản này. Đúng, không phải hạn giờ. À, cài đặt giới hạn chi tiêu ấy. Cái tài khoản này bạn đang set khoảng cái là 1 triệu một ngày. Nhưng đến phần thanh toán bạn giới hạn chi tiêu là 100.000 một ngày. Nó nằm ở chỗ phần cài đặt thanh toán này này. Bạn đặt giới hạn chi tiêu cho nó. Con nào phải tiêu tiền rồi thì hiện giới hạn chi tiêu nhá. Thì nó chỉ hiển thị là 100.000 trên một ngày. Được chưa? Nhưng chiến dịch đấy nó gọi là đang hoạt động. Hai là đặt ra thầu. Đặt ra thầu học ở trên level 2. Được chưa? Nếu chạy khu vực một tỉnh thì có nên xét theo địa điểm từng huyện hay không? Không, mà thả ghim cả một tỉnh đi luôn. Ví dụ bạn chạy cả một tỉnh ở Hà Nội thì tỉnh Hà Nội nó khoảng tầm 4-7 triệu người thì có thể vẫn target. Nhưng nếu bạn chỉ chạy mỗi tỉnh Hải Dương thôi, lúc đấy nó có 300.000 người thì target hay không target nó cũng như nhau. Được chưa? Tức là tỉnh nhỏ thì không cần target, mà tỉnh to thì nếu mà nó trên vài triệu người ấy, thì có thể cần.